Hello mọi người, lại là mình đây. Thì như tiêu đề mọi người xem thì mọi người cũng đã biết là hôm nay mình sẽ giới thiệu hàng về. Và hàng về một chút á, cũng không có được nhiều ha. Với lại mình sẽ báo giá hàng còn, báo giá hàng mới về và hàng còn ở cuối video cho mọi người luôn nha. Ok, let's go. Thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu hàng về, cái này là stationery trước nha. Còn sushi thì cũng đã cập bến rồi, nhưng mà mình sẽ giới thiệu cái mẫu này, những cái mẫu sticker, washi và note trước nha. Thì đầu tiên là hôm bữa mình có cho mọi người một cái bài vote á, thì mọi người vote mình có thể nhập về cái này. Nhưng mà mình thấy cũng rất là xinh, nhưng mà mình cũng chưa bán cái mẫu này bao giờ á. Đó, đây là mình chỉ muốn nhập thử thôi, tại vì nếu như mà mọi người yêu thích á thì mình sẽ nhập thêm, nhập nhiều để cho mọi người cũng có thể xỉ ha. Đây là mình nhập về tầm 10 bé để mình kiểu như là bán trước á mọi người. Này, mọi người thấy không, nó rất là xinh luôn, nó có hologram xong rồi kim tuyến lớp 3 lớp 8, có 3 màu nha mọi người nhé. Ok, tiếp theo thì mình có được về sổ A5, sổ tay mini nha mọi người nha. Đợt này về màu xinh lắm nha. Đó, tiếp theo là mấy cái set sticker. Thì đây là cái set sticker 6 tấm. Đây là cái loại mà nó, mọi người nhìn vô mọi người thấy rất là xinh đúng không? Đây mọi người, đây là cái sticker dạng tấm này là tấm, đây là dạng sticker mà kiểu như cái tấm sticker nó là tấm đục á mọi người. Còn đây là cái sticker của nó là tấm trong nha. Và cái sticker này thì mình mua về mình thì có thể lấy ra mình sử dụng luôn, còn cái này mình phải cắt nha mọi người nhé. Đó, rất là xinh luôn. Giá của bé này thì sẽ cao hơn bé này tầm 1-2 nghìn. Tiếp theo là set sticker 4 tấm nha mọi người. Lâu mình không có nhập về cái màu này á. Tiếp theo là set sticker 6 tấm. Đây là mẫu thường, mẫu này thì khá là rẻ. Đây, mình nhập về cũng hơn 10 bé. Ok nha. Rồi tiếp theo là cái sticker dây nè. Mẫu này thì mình nhập được 3 bé. Mọi người thấy hôm bữa là cái mẫu hình một thỏ, nhưng mà cái mẫu này thì nó xinh hơn, và cái kích thước thì nó dài hơn nha mọi người. Cái bé hồi trước nó chỉ có tới đây thôi, nhưng mà cái bé này nó rất là dài luôn á. Đó, rất là xinh luôn, đợt hàng này về rất là xinh. Đây là một cái rổ washi và băng keo nữa nha. Rồi rất là nhiều luôn, đầu tiên là washi băng keo này mình về rất là nhiều luôn á. Mình về tầm 40-50 cuộn. Các bạn mua một cuộn 10 cuộn, một set 10 cuộn hoặc là một cuộn lẻ thì mình đều có hết nha. Đợt này thì rẻ hơn nè. Đây là có cái hình kiểu như rất là lạ đúng không mọi người. Thường thường thì mình thấy những cái mẫu trước á thì nó có kiểu như dễ thương như thế này, nhưng mà đợt này thì có mấy cái màu này rất là xinh luôn nè. Kiểu như cái này là trang trí sổ rất là đẹp luôn á. Đây nè các mọi người, có tầm 10 cuộn là như thế này. Đó, rất là xinh. Cái màu này thì hợp trang trí sổ á. Còn đây là washi dễ thương. Trời ơi, xinh dễ mang luôn mấy bạn. Washi dễ thương và washi kim tuyến thì kim tuyến rồi washi trong suốt đó. Ba loại washi này thì đồng giá là 9.500 nha mọi người, đồng giá hết nha. Dễ thương nè, kim tuyến, trong suốt. Đó, mình đã đăng ở trên Shopee hết rồi nha mọi người, nên mọi người muốn mua thì cứ lên Shopee mình đặt hàng. Còn đây là nốt hộp sữa thì về thêm được mấy bé nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ báo giá hàng mới về và hàng còn sắp. Ok, let's go. Các cái mẫu sticker 6 tấm. Sticker 6 tấm dạng dễ thương như thế này. Đó, dạng tấm đục mà tự cắt á thì giá là 16.000 nha. Còn cái sticker thông thường như thế này thì giá là 15.000 nha. Ok. Sổ tay thì giá là 4.500 một cuộn nha. Rất là xinh. Set 4 tấm, sticker set 4 tấm thì giá là 13.000 một set nha. Sữa thì 25. Sticker dây dài này là 9.500 nha. Rất là xinh, có 3 màu. Sticker bling bling. Sticker này là 9.000 nha. 9.000 một set. Rất là nhiều màu xinh luôn. Kiểu như bật đèn flash đó, nó lấp lánh lấp lánh luôn đó. Washi này thì mình báo giá rồi nè. Đó, sổ tay A5 thì giá là 11.000 một quyển nha. Vậy có gần 70 trang á. Unspot thì là 16.000 một cây, mình còn đúng 3 cây thôi nha mọi người.
mọi người nhanh tay nha. Chiếc thì mình đem ra một mẫu cho mọi người thử thôi á, tại vì đem nhiều không có chỗ để mọi người. Giá là 3.000, 3.000, hơn 3.000 một chút. Mình có để giá cho mình khá là khó đọc. Xị thì mình xị từ 20 bé nha mọi người nha. 20 mua xị 20 bé thì có giá là 2.900 nha.